Xin chào tất cả các bạn. Cho Bill Click ngày hôm nay, Danny sẽ chia sẻ những cái bí quyết để có thể chụp những tấm hình chân dung ấn tượng với kỹ thuật ánh sáng Loki. Thời gian vừa qua, Danny được nhận rất là nhiều tin nhắn, comment thắc mắc về làm sao để có cho mình những tấm hình chân dung ấn tượng. Và đa số các bạn đang lúng túng ở cái kỹ thuật ánh sáng Loki và High Key. Vậy Loki là gì? Hãy cùng Danny tìm hiểu ngày hôm nay nhé. Danny đang có mặt tại D7 Pro Studio, nơi sẽ hỗ trợ và cung cấp các thiết bị nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho những tấm hình của bạn. Vậy Loki là gì? Loki thực sự là một kỹ thuật ánh sáng giúp cho những tấm hình chân dung có cảm giác ấn tượng hơn một chút xíu, dựa lên cái tông màu tối. Dựa lên tông màu tối là như thế nào? Không phải là tấm hình bạn bị thiếu sáng đâu nha, mà là bạn phải sử dụng shadow, phần tối của tấm hình, làm sao để tạo khói được gương mặt của mẫu, diễn tả được cảm xúc của mẫu. Điều tiếp theo mình phải tìm kiếm cho mình đó là người mẫu. Nào, hãy umpala Shibu. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta đã có mặt ở đây và hy vọng là hôm nay sẽ có những bức hình thiệt là biến thái. Điều đầu tiên bạn cần chuẩn bị cho mình đó là một cái phông background tối một chút xíu. Không gian bạn càng nhỏ thì background bạn cần phải tối. Đằng sau lưng Danny thì là một cái background loang lỗ màu đen. Nếu mà bạn không có điều kiện có được cái phông này thì bạn có thể sử dụng những cái tấm phản quang 501 có kích thước to như là đây. Bạn có thể đặt làm cái background cho mình cũng được. Quan trọng ở đây đó là background phải là tối, cho nên màu đen này là cũng là tạm ổn. Camera Danny sử dụng đó là A7R2 và lens 85 1.4. Tiêu cự 85 là tiêu cự Danny rất thích cho việc sử dụng chụp hình chân dung. Khẩu độ đang set trên lens đó là 2.8 và nửa khẩu. Danny set cái nút Hold Focus này của lens qua thành Eye Focus sẽ giúp Danny dễ dàng lấy nét của diễn viên nhiều hơn. Để chụp những tấm hình Loki, bạn cần đơn giản trong cái việc sử dụng đèn, càng ít đèn càng tốt. Tốt nhất là chỉ một đèn thôi. Và đèn hôm nay Danny sử dụng là Portofolio D1, đang được đặt trên một cái chân của bánh xe để dễ dàng điều khiển hướng sáng của đèn. Vậy hướng sáng của đèn như thế nào là đúng? Và chúng ta hãy coi trên ánh sáng đã ảnh hưởng trên mặt đạn như thế nào nha. Điều quan trọng khi mình chụp hình chân dung Loki đó là độ khói bóng trên gương mặt của mẫu. Mình làm sao xác định cái khói độ bóng như thế nào? Và mình có thể bắt đầu bằng việc đặt đèn ngang với mẫu. Hiện giờ là 50% thì chỉ có 50% mặt của Đạt được thắp sáng. Để mặt của Đạt sáng hơn chút xíu, Danny sẽ đẩy đèn về phía trước. Bây giờ bạn có thể thấy rõ là gương mặt của Đạt đã tạo khói hơn rất là nhiều, từ 50% và tạo khói trên gò má của Đạt. Và sau khi đã xác định được cái hướng đèn của mình thì điều tiếp theo Danny sẽ sử dụng đó là làm dịu ánh sáng đi một chút với bằng một cái softbox 60-90 có lưới. Để Danny gắn đèn lên xong mình sẽ giải thích tại sao mình lại sử dụng cái softbox. Với softbox thì sẽ cho ánh sáng dịu hơn. Ngoài ra, việc có sử dụng lưới này, Danny sẽ cắt được một phần ánh sáng không ảnh hưởng đến background, làm cho background sẽ tối đi rất là nhiều. Và cuối cùng, trước khi bước vào chụp hình, Danny sẽ phải đo sáng lại lần cuối để biết được rằng cái đèn này đang cho khẩu độ bao nhiêu. Khẩu độ được đo đó là 2.84 ha, đây là khẩu độ Danny đang mong muốn. Khi chụp hình chân dung, bạn đo sáng, bạn nên lưu ý là bạn hãy đặt cái đồ đo sáng dưới cầm của người mẫu. Cái quả cầu trắng chỉ về cái máy chụp hình và mình sẽ đo. Nào, chúng ta hãy bắt đầu chụp hình nha. Một mẹo nhỏ nữa để làm cho background tối hơn đó là khoảng cách giữa chủ thể và background xa ra một chút. Và hiện nay ở đây là xa tầm 1.5 m. Background càng xa với chủ thể thì là cái background của bạn sẽ càng tối. Ngoài ra, tại studio này, ở bên đây có một cái bức tường trắng để giảm thiểu sự phản là ánh sáng. Danny sẽ đặt vào một cái lá cờ rất là lớn để cắt là ánh sáng phản vào bức tường. Nhờ vậy, bây giờ tấm hình của chúng ta sẽ contrast hơn rất là nhiều. Vừa rồi là các bước các bạn nên lưu ý cho mình khi chụp hình chân dung Loki. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nhớ like và subscribe để theo dõi những video clip tiếp theo nhé. Để chụp hình đẹp thì các bạn phải nắm những cái kỹ thuật mà Danny vừa chia sẻ. Còn mà chụp hình biến thái thì không cần nắm nó. Chúc các bạn thành công. Bye bye.